rồi đó chị ạ. Rồi chơi đi. Xin chào mọi người nha, chào các bác. Cẩn thận nhé, không là dập lá của người ta, nó dập một cái lá là nó là hết mất cả tiền luôn á. Cẩn thận nhé. Rồi kia nữa. Chào các bác nha, nhiều lên chị. To chưa? Khá to đùng luôn này. Đây. Xin chào nha, xin chào các bác, xin chào anh Thông Thạnh. Rồi đúng rồi. Đây bầu Hải Phòng này, các bác nhìn những cái chậu bầu Hải Phòng của em to dã man không? To dã man luôn. Một chậu 20 thân luôn. Vâng, gãy trước chị để làm sao cho nó cẩn thận. Chốt. Lên đường rồi bác ơi, lên đường hết rồi. Đây anh ấy. Chị đi bao xếp vào một chỗ. Đây này, nhạn đẹp như này mà cũng lên đường đấy chứ. Đấy, các bác đã thấy. Cái đó là kiếm. Đây. Em à, em đang còn một cái giò chậm lào đấy này, em chưa bán cho ai này, to cực kỳ luôn, 3-4 cân mới được một giò như này đây các bác này. Hoàng nhạn á, hoàng nhạn đẹp nhờ. Hoàng nhạn về đây cũng chốt rồi này, về đây cũng chốt cho khách rồi này. Trời ơi này, ừ, hai chậu này đều chốt cả rồi. Hôm qua đăng cái là khách người ta lấy đấy mà. Đẹp đã màn chưa? Nhạn vàng này, đây là nhạn va đây. Hàng đẹp không? Nhạn Thái đi. Ừ, nhạn đó là nhạn Thái đó. Có mỗi cái giò chầm lào đây, người ta trồng lâu lắm này. Trồng mấy năm rồi đây này. Chầm lào thì thơm nức luôn nhá các bác nhá. Đấy. Ở đây người ta trồng 3-4 cân hai mặt đây. Lên lũa rồi. Cẩn thận không có vào trong ấy chị nhá. Lên lúa đẹp lắm rồi. Bác nào mà mua giò chầm lào này ủng hộ cho em ới em nhá. Vâng ạ. À. Em cứ những cái giò như thế này thì nó đi nhanh anh ạ. À. Đây như cái giò đây là khách người ta lấy rồi. Hôm nay người ta vé xuống người ta lấy đây. Ôi rồi ôi, một cái bông nhạn này các bác nhìn này, này bông nhạn đẹp chưa? Em ơi, cái bông này là vòng 4N này, vừa mới bán một chậu này đẹp cực. Ừ, mới vừa bán xong tức thì. Có em ơi, có nhạn màu này, nhưng mà hết mất rồi. À còn nhạn giò này là chưa bán cho ai này. Giò này là chưa bán cho ai thôi này. Đấy. À, giò này thì không vàng như bông này. Bông này thì vàng hơn nhiều. Đấy các bác nhìn xem mà. Có sự so sánh đúng không? Một loại rất là vàng. Vàng ruộm, vàng ươm luôn. Đây là hàng chợ nhà em nhé các bác. À em cho các bác xem cái một giò. Giò phù luông mà. Mà lại bông bầu này. Bông bầu vừa nở này. Đẹp chưa, cánh sáp bông bầu này. Đấy, phù luông đây. Phù luông cây này hơi bị đẹp luôn nhá. Giò này bác nào kết thì ấy cho em nhá. Ai bốt cho em báo giá đi nhá. Đẹp cực kỳ luôn đây. Bông hoa nở trên thân luôn này. Nói chung cái giò này ám này. Đây các bác này. Không được trắng. Bông bầu đây là nở trong mát á. Chứ nếu mà nở ngoài nắng thì đẹp cực kỳ luôn. Đấy mọi người xem. Dòng ám nhá. Mít phù luông của nhà em đây. Đấy.
cây to đều đẹp không, nhưng mà những cái cây này tại vì là nó quá dày luôn nên là nó không to được, không to được cây. Một giò phải đến mấy chục ngọn luôn. Thân ti thì đang lên nhiều này, hoa thì không có mấy. Tại vì cơ bản là để trong dợp. Đấy, có mặt bông rồi nhé mọi người nhé. Đấy, mọi người có mặt bông rồi cho nên là sẽ rất là dễ luôn. Đây cũng là một dòng thanh hóa này. Đấy, đây cũng là một dòng thanh hóa. Nhưng mà cái mặt bông này nó lại khác. Bông này đẹp, nhiều cảnh lắm. Đây là giò hàng chợ các bác ạ. Hàng chợ đấy. Đấy. Nắng lắm luôn. Rồi đúng rồi. Đây cũng là hàng chợ này, hàng chợ nhưng mà bông cũng rất là đẹp luôn nhá. Nó không có xấu một tí nào hết á. Ờ có, đợi chị tí chị ra chị mua ít đồ. Hôm nay là đã là ngày rằm chưa nhỉ? Hả? Ôi trời, em chả biết đến ngày tháng luôn á. Âm đó hả? Rồi rồi rồi. Rồi để em ra mua ít đồ. Em còn một giò chậm lào này nhá, bác nào yêu thì kết cho em nhá. 3-4 cân mới được giò này cơ. 3-4 cân mới được luôn á. Cho một em vàng, vàng như quả trứng này. Đấy, hai em với nhau. Đồ thắp hương đó hả em? Cát này có cả cát đây các bác nhá. Cát nhà em thì không xuất sắc. Nhưng mà thôi thì có cứ có hàng nọ hàng kia mình bán cũng được. Chứ còn hàng xuất sắc thì là em lại không mang ra chợ em bán. Em lại phải để ở nhà cơ. Xin chào mọi người nhá. Xin chào, xin chào.